哎呦我的妈！啊，chị Tám, chị đang làm gì vậy? Đang bẻ cao cứu mẹ chị. Đang bẻ cao à? Ừ. Sao em bẻ đây? Sợ gãy. Sao sợ gãy vậy? Tại mà. Em xin phép cười vô cái hầu, cái hầu chị. Nè, chị không bẻ cao cúng mẹ chị lần hồi mẹ em ra cúng chị đó. Chứ sao giờ mẹ mày cũng cúng tao à? Nhưng mà tại tại tao muốn là mẹ mày cúng tao theo cách là đúng trong chuyện là chặt chẽ, chứ tao không muốn làm gãy. Ý là chị muốn là phải leo được đúng không? Đúng rồi chứ. Vậy thì ở đây leo đi, em đi đây. Rồi sao giờ có cách nào không? Em sao cái nhà ăn quá trời, mày ăn như điên mà mày ốm quá vậy? Thấy chưa, dạo này á, nguyên cái xóm này á gọi em là cô bé mình dây đó. Ngưng điệu đi. Khởm gài á, em đang có một bí quyết. Bí quyết? Giảm cân. Giảm cân. Đây. Vâng, xin trân trọng giới thiệu trà giảm cân vị đào. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà thảo dược vị đào, hỗ trợ giảm béo. Tôi muốn tắm này quảng cáo. Thì đó nè, em muốn cái này nè, ốm lắm nha, ốm nha. Đúng rồi, hồi xưa em của chị 83, bây giờ còn 52 đúng chưa? Chú có nói hồi xưa nữa, bây giờ chị biết cái mốc 52 thôi. Ok em. Chị biết á, em nỗ lực giảm cân, em sử dụng cái sản phẩm này, em ốm xuống em đẹp để làm chi không? Để làm chi vậy? Giật chồng chị. Ổng thôi, ý là uống cái này ốm lắm á, hay lắm nha. Cái này là một loại trà thảo dược mà em sử dụng ở trong này nè. Đây đây em cho chị coi chùa. Ê, ổng không tắt nha. Cái gì tự mua nha má. Nè, cái đây nè, đây là trà ha, mỗi lần mình pha một gói mình uống, trời ơi nó thơm. Không mùi gì? Nó thơm mà, mùi này quen nè, mùi này ta kêu bằng best. Hả? Best. Best là gì? Đào á má. Đào đi học đâu mà rồi best rồi. Thì đó, vị là best, thơm lắm. Thơm thấy không? Không, tao thấy bị ốm là tao biết rồi, khỏi cần giới thiệu. Cái này tốt lắm, nhưng mà quan trọng, ở trong xóm mình bán rất là nhiều giảm cân, nhưng em chọn loại này là tại vì nó an toàn tuyệt đối, hiểu không? Bây giờ cái xóm mình á là em hả, em chỉ mọi người uống là bây giờ xóm mình hết người mập rồi, còn mình chị mập. Cảm ơn em giới thiệu giảm cân cho chị nha. Chị đem về chị uống nặng, chị giữ chân của hoàng tử. Cảm ơn em. Ủa không, này của em không cho hả? Không cho. Chị cho chị đập em nha. Nè.